Xin chào quý anh chị và các bạn, em tên là Nguyên. Thì hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn một căn nhà ở vùng Garden Road. Căn nhà này, căn diện tích nhà rộng 1.500 square feet, đất rộng 8.900 square feet. Căn nhà này có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm rưỡi. Cái vị trí của căn nhà này rất là đẹp vì nó rất là gần cái khu Việt Nam mình ở, rất gần khu Việt Nam, gần chợ Esma, gần chợ khu Việt Nam. Thì cái neighborhood này cũng đẹp, rất là yên bình và rất ít xe. Thì hôm nay em muốn giới thiệu cái căn nhà này cho anh chị, tại vì cái giá 800.000 ở vùng Garden Road mà kiếm được một căn nhà bự như thế này, đất to như thế này mà với giá chỉ 800.000 thì rất là hiếm. Thì để em quay căn nhà này cho anh, giới thiệu căn nhà này cho anh chị coi. Đây đằng trước căn nhà này anh chị. Căn nhà này nó có cái gara thì nó nằm ở đằng sau cái bắc gia của căn nhà. Nằm trong cái bắc gia của căn nhà thì đây là cái ối để đi vô cái gara của căn nhà này. Thì bây giờ mình đi vô căn nhà này mình coi trước nha anh chị. Đó, căn nhà này cái ối đi vô, em đối với em cái đã được trồng cây, tỉa cây, cái ối đi vô rất là đẹp, hết sức là xinh xắn. Giờ mình vô trong mình coi căn nhà. Thì khi mình bước vô căn nhà thì đây là phòng khách của nhà này nè anh chị. Đây là phòng khách. Thì căn nhà này tại vì nó được với một cái giá rất là rẻ, 800.000 của so với vùng Garden Road, một căn nhà 1.500 square feet, đất 9.000 mấy mà remodel sạch sẽ hết á, thì người ta có thể bán tới 950.000 những cái khu nếu mà người ta remodel sạch sẽ đẹp đẽ. Căn nhà này nó chỉ được bán với giá 800.000 thôi nên nó chưa được remodel hết, tương đối là cũ. Thì anh chị mua về anh chị phải bỏ tiền ra remodel một chút. Thì bước vô là phòng khách, mình vô sâu bên trong chút xíu á, thì mình sẽ vô cái nhà bếp của căn nhà này. Đây là nhà bếp của căn nhà này nè. Thì nó tương đối cũ thì mình không có gì hết, thì mình về mình sửa chữa. Thì sau khi quay xong em sẽ nói, em nhìn sơ qua em sẽ nói chị về anh chị sẽ tốt. Anh chị gặp em sẽ giải thích thêm mà nhà này sẽ cần sửa chữa cái gì, tốn bao nhiêu tiền để sửa chữa. Đây là một cái nhà tắm. Đây là nửa cái nhà tắm. Thì nhà này có một phòng tắm rưỡi. Đây là nửa cái nhà tắm. Nửa cái nhà tắm. Đó, từ đó, mình đi từ cái bếp á, mình đi này giống như một cái phòng giặt sấy đó, cái phòng này cái phòng giặt sấy nè. Thì nhà bếp nó được in với cái phòng giặt sấy. Phòng này với phòng giặt sấy. Và trong phòng giặt sấy thì nó có nửa cái nhà tắm. Thì sau đó mình sẽ đi qua một cái phòng. Cái phòng này cũng như là một cái nó không phải là phòng khách mà giống như là nó một cái playground chơi connect giữa các phòng đó anh chị. Thì đây là một cái ối đi, giống như một cái ối đi, cái playground connect nối giữa các phòng với nhau. Thì mình đi qua trái thì mình sẽ có, đây là cái nhà tắm của nhà này. Nhà này không có đèn. Đó, đây là cái nhà tắm. Nhà này chỉ có một cái phòng tắm nè, phòng tắm có bồn tắm thôi. Đây là cái bathtub. Mình đi vô đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Quay lại, đó là cái phòng ngủ đầu tiên. Mình qua đây, mình sẽ qua cái phòng ngủ thứ hai. Đây là cái phòng ngủ thứ hai của căn nhà này. Thì cái phòng ngủ này cũng là standard thôi, chứ không phải là quá bự. Phòng ngủ này là standard thôi. Để em quay. Đó, đây là phòng ngủ thứ. Đây là cái phòng ngủ bự nhất, có thể gọi đây là cái master bedroom. Tại vì cái master bedroom này
nó nói ra được cái Bát Gia. Wow, anh chị nhìn coi cái Bát Gia, căn nhà này có một cái Bát Gia hết sức là đẹp, rất là rộng. Cái Bát Gia này rộng tới 9.000 mấy, 700 square feet rồi. Chủ nhà khuyên nấp cái Bát Gia này hết sức đẹp. Cái phòng này mai mốt về anh chị sửa chữa, anh chị có thể biến cái phòng này thành một cái master bedroom. Thì anh chị có thể xây thêm, đập cái tường này ra, có thể đập cái tường này ra để xây thêm một cái phòng tắm ở đây, làm thành một cái căn phòng này thành cái master bedroom, có lối đi ra cái giường này, cái hết sức là đẹp. Đó, đây là cái nhà tắm. Thì nhà bên trong nhà này á thì không có gì nhiều để nói, tại vì nhà cũng là tương đối là cũ rồi anh chị. Thì cái mà em thích nhất của căn nhà này nó nằm ở đây, đó chính là cái Bát Gia. Cái Bát Gia này hết sức rộng, rộng 9.700 square feet. Ở Grand Row mà kiếm một căn nhà mà rộng tới 9.700 square feet là hơi bị hiếm đó anh chị, cũng không có nhiều, nói chung là cũng có nhưng mà không có nhiều. Tại đa phần nhà bây giờ trung bình là đâu có 7.400 square feet rồi, nhưng mà nhà này tới 9.900, gần 10.000 square feet luôn. Thì đây cái gara, thì nhà này cái gara nó không có nối vô căn nhà, nó không có dính vô căn nhà, mà nó có một cái lối đi mình đi từ ngoài á, nó có một cái lối đi từ ngoài vô đó, nó có cái lối đi từ ngoài vô vô. Vô. Đó. Hết. Ở ngoài cái bắt cái này, cái sân vườn này còn có một cái patio có lò nướng barbecue nữa anh chị. Thì anh chị mua căn nhà này về thì anh chị cũng có đất như đây, thì anh chị đủ dư xăng để anh chị xây một cái Bát Gia hết sức là đẹp. Thì anh chị mua nhà này về thì anh chị có thể như đây đất là anh chị có thể đủ để mà xây một cái ADU để kiếm thêm thu nhập cho căn nhà này, hoặc anh chị có thể biến cái gara này nè thành một cái ADU. Anh chị nói dài ra, anh chị biến cái gara này thành cái ADU để anh chị gia tăng thêm thu nhập. Thì cái gara này các anh chị có thể biến thành 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, thì có cho thuê cả 2.500. Căn đằng trước á, anh chị xây sửa lại hết tất cả mọi thứ, biến nó thành 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm luôn á, anh chị cho thuê được 3.000. Thì hai căn cộng lại à, cho thuê cả được 5.500 anh chị. Đây là video của căn nhà vùng Garden Road, California. Nhà rộng 1.500 square feet, đất rộng 9.700-9.800 square feet, gần 10.000 square feet. Thì nếu quý anh chị có nhu cầu muốn coi căn nhà này và muốn tìm hiểu thêm về căn nhà này, anh chị có thể liên lạc em qua số điện thoại 714-655-9715. Cảm ơn quý anh chị.